Phẩm Kiều Trần Như, phẩm thứ 13, phần 1. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo ông Kiều Trần Như rằng: sắc ấm là vô thường, nhờ phá trừ sắc vô thường này mà đạt được sắc giải thoát thường còn. Thọ tưởng hành thức cũng là vô thường, nhờ phá trừ những thọ tưởng hành thức vô thường này mà đạt được thọ tưởng hành thức giải thoát thường còn. Kiều Trần Như, sắc tức là khổ, nhờ phá trừ cái sắc là khổ này mà đạt được cái sắc giải thoát an vui. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc tức là không, nhờ phá trừ cái sắc là không này mà đạt được cái sắc giải thoát, chẳng phải không? Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc là vô ngã, nhờ phá trừ cái sắc vô ngã này mà đạt được cái sắc giải thoát chân ngã. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc là bất tịnh, nhờ phá trừ cái sắc bất tịnh này mà đạt được cái sắc giải thoát thanh tịnh. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc là tướng của sanh già bệnh chết, nhờ phá trừ cái sắc là tướng của sanh già bệnh chết này mà đạt được cái sắc giải thoát, chẳng phải tướng của sanh già bệnh chết. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc là nhân của vô minh cho đến sanh, nhờ phá trừ cái sắc là nhân của vô minh cho đến sanh này mà đạt được cái sắc giải thoát, chẳng phải nhân của vô minh cho đến sanh. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc là nguyên nhân của bốn sự điên đảo, nhờ phá trừ cái sắc điên đảo này mà đạt được cái sắc giải thoát, chẳng phải nguyên nhân của bốn sự điên đảo. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc là nguyên nhân của vô số pháp xấu ác như thân nam thân nữ, ham muốn sự ăn uống, ái dục, tham lam, sân hận, tật đố, tâm xấu ác, tâm keo kiệt bủn xỉn. Những sự ăn uống nuôi sống bằng cách nhai nuốt, nuôi sống bằng thức, nuôi sống bằng tư tưởng, nuôi sống bằng cảm xúc, sự sanh ra bằng trứng, bằng bào thai, bằng sự ẩm ướt, bằng cách biến hóa, cho đến năm món dục lạc, năm sự ngăn che, những pháp như vậy đều có nguyên nhân từ sắc. Nhờ phá trừ sắc này mà đạt được cái sắc giải thoát, không có vô số sự xấu ác như vậy. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc là trói buộc, nhờ phá trừ cái sắc trói buộc mà đạt được cái sắc giải thoát không trói buộc. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc là sự lưu chuyển, nhờ phá trừ cái sắc lưu chuyển mà đạt được cái sắc giải thoát không lưu chuyển. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc chẳng phải nơi quay về nương dựa, nhờ phá trừ cái sắc này mà đạt được cái sắc giải thoát là nơi quay về nương dựa. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc là ung nhọt đau đớn đáng ghê tởm, nhờ phá trừ cái sắc như ung nhọt này mà đạt được cái sắc giải thoát không phải ung nhọt. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, sắc không phải vắng lặng yên tĩnh, nhờ phá trừ cái sắc không vắng lặng yên tĩnh này mà đạt được cái sắc niết bàn vắng lặng yên tĩnh. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Kiều Trần Như, nếu ai rõ biết những điểm như trên, người ấy đáng gọi là Sa Môn Bà La Môn, thành tựu trọn vẹn các pháp của Sa Môn Bà La Môn. Kiều Trần Như, nếu lìa pháp Phật thì không hề có Sa Môn Bà La Môn, cũng không có các pháp của Sa Môn Bà La Môn. Tất cả ngoại đạo chỉ tự xưng một cách giả dối, không hề có đạo hạnh chân thật. Tuy họ khởi sanh tư tưởng rằng trong nhóm của họ có Sa Môn và Bà La Môn, nhưng thật không thể có. Vì sao vậy? Nếu không có các pháp Sa Môn Bà La Môn, làm sao nói là có Sa Môn Bà La Môn? Ta thường ở giữa đại chúng này lên tiếng thuyết giảng chánh pháp rền vang như tiếng sư tử giống. Các ông cũng nên ở giữa đại chúng lên tiếng thuyết giảng chánh pháp rền vang như tiếng sư tử giống. Bấy giờ có vô số ngoại đạo nghe những lời ấy rồi sanh lòng giận dữ, nghĩ rằng: này ông Cồ Đàm nói rằng trong chúng ta không có Sa Môn và Bà La Môn, cũng không có các pháp Sa Môn và Bà La Môn. Chúng ta phải làm sao tìm mọi cách thích hợp để nói với ông Cổ Đàm rằng trong số chúng ta cũng có Sa Môn và có pháp Sa Môn, cũng có Bà La Môn và có pháp Bà La Môn. Lúc ấy trong chúng ngoại đạo có một phạm trí đứng lên nói rằng: thưa các vị, lời nói của ông Cổ Đàm chẳng khác nào lời của người điên. Làm sao có thể khảo xét? Những người điên ở thế gian khi thì ca hát nhảy múa, lúc lại khóc lóc cười đùa hoặc chửi mắng hoặc ngợi khen. Đối với kẻ oán người thân đều không thể phân biệt. Sa Môn Cổ Đàm cũng giống như vậy, hoặc có khi nói là sanh trong gia đình vua Tịnh Phạn, có khi lại nói là không sanh, có khi nói là sanh ra rồi liền đi 7 bước, có khi lại nói là không đi, có khi nói là tuổi nhỏ học tập các môn học thế gian, có khi lại nói là người tự mình rõ biết tất cả, có khi ở trong cung điện thọ hưởng khoái lạc sanh ra con trai, có khi lại chán ngán chê trách đó là xấu xa hèn hạ,
Có khi chính mình tu tập khổ hạnh 6 năm, có khi lại của trách sự khổ hạnh của các đạo khác, có khi nói là theo học với các ông uất đầu lam phất à la la, được nghe nhận những điều chưa biết, có khi lại nói rằng các ông ấy không hiểu biết chi cả, có khi nói là chứng đắc an đậu đà la tam miệu tam bồ đề dưới gốc cây bồ đề, có khi lại nói là không có đến chỗ cây ấy, không có chứng đắc gì cả, có khi nói rằng thân này của ta tức là niết bàn, có khi lại nói thân này diệt mất rồi mới là niết bàn. Những lời cổ đàm nói ra như vậy thật không khác gì lời của người điên. Sao các vị lại vì đó mà ưu sầu, bối rối? Những người Bà La Môn liền đáp rằng, thưa ông, chúng tôi hôm nay làm sao có thể không ưu sầu? Trước kia, sau khi xuất gia, Sa Môn cổ đàm thuyết dạy những lẽ vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh. Những đệ tử của chúng tôi nghe vậy lấy làm sợ sệt. Làm sao chúng sanh lại là vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh? Nên họ chẳng tin theo lời ấy. Nay ông cổ đàm lại đến rừng Sa La này vì đại chúng mà thuyết dạy rằng có những pháp thường lạc ngã tịnh. Những đệ tử của chúng tôi nghe được lời này rồi ắt sẽ bỏ chúng tôi mà đi tin theo lời dạy của cổ đàm, vì nhân duyên ấy mà chúng tôi vô cùng sầu khổ. Bấy giờ lại có một vị Bà La Môn nói rằng, này các vị, hãy lắng nghe cho kỹ lời tôi nói đây. Sa Môn cổ đàm xưng là người tu hạnh từ bi, lời nói ấy là hư dối không chân thật. Nếu có lòng từ bi, sao lại dạy các đệ tử của chúng ta thọ nhận giáo pháp của ông ấy? Kết quả của sự tu hạnh từ bi là thuận theo ý người khác. Này, ông ấy làm trái ý nguyện của chúng ta, sao có thể nói là từ bi? Nếu nói rằng Sa Môn cổ đàm không bị tám pháp của thế gian đắm nhiễm, cũng là lời hư dối. Nếu nói cổ đàm có ít ham muốn, lòng tự biết đủ, vì sao hôm nay lại cướp mất những lợi ích của chúng ta? Nếu nói rằng cổ đàm thuộc dòng họ cao quý, đó cũng là lời hư dối. Vì sao vậy? Xưa nay chưa từng nghe thấy việc chúa sư tử lớn tàn hại loài chuột nhỏ. Nếu cổ đàm thuộc dòng họ cao quý, sao hôm nay lại gây rối loạn, phiền não cho chúng ta? Nếu nói rằng cổ đàm có đầy đủ thế lực mạnh mẽ, đó cũng là lời hư dối. Vì sao vậy? Xưa nay chưa từng nghe thấy việc chim chúa kim xí đi tranh giành với chim quạ. Nếu nói cổ đàm thật có sức mạnh thì việc gì lại cùng chúng ta tranh đấu? Nếu nói rằng cổ đàm có đủ trí tha tâm, đó cũng là lời hư dối. Vì sao vậy? Nếu có đủ trí tha tâm thì do nhân duyên gì lại không biết được tâm của chúng ta? Thưa các vị, thuở trước tôi từng được nghe các bậc trí giả kỳ cựu nói rằng sau 100 năm nữa thế gian sẽ có một con yêu tinh huyễn hoặc xuất hiện, chính là ông cổ đàm này đó. Này, yêu tinh huyễn hoặc ấy đang ở rừng Sa La này, không bao lâu nữa sẽ tự hoại diệt mất, vậy các vị không nên sầu não. Bấy giờ có một người thuộc phái Ni Kiền đáp lại, thưa các vị, nay tôi sầu khổ không phải vì việc đệ tử cúng dường cho tôi, mà chỉ vì người thế gian ngu si tâm tối, không có mắt nhìn, chẳng phân biệt được đâu là ruộng phước, nên từ bỏ những vị Bà La Môn kỳ cựu có trí mà chạy theo cúng dường những người tuổi trẻ. Vì thế nên tôi sầu khổ. Sa Môn cổ đàm rất giỏi chú thuật, người sức chú thuật, nên có thể làm cho một thân hóa làm vô số thân, lại làm cho vô số thân trở lại thành một thân, hoặc có thể tự thân hóa thành kẻ nam, người nữ, bò, dê, voi, ngựa. Sức tôi có thể diệt trừ chú thuật như vậy. Khi chú thuật của Sa Môn cổ đàm bị diệt rồi, các vị sẽ được cúng dường trở lại rất nhiều, thọ hưởng sự an vui. Bấy giờ lại có một vị Bà La Môn nói rằng, này các vị, Sa Môn cổ đàm thành tựu đầy đủ vô lượng công đức, vì thế các vị chớ nên tranh hơn thua với ông ấy. Đám đông ngoại đạo đáp rằng, kẻ ngu si kia, sao ông lại nói rằng Sa Môn cổ đàm có đầy đủ công đức lớn? Ông ấy sanh ra vừa được 7 ngày thì mất mẹ, đó có thể gọi là tướng phước đức hay sao? Vị Bà La Môn kia đáp, khi bị mắng chửi mà không tức giận, khi bị đánh đập mà không đánh trả, nên biết rằng đó chính là tướng phước đức lớn. Thần ông ấy có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vô lượng thần thông, cho nên biết rằng đó là tướng phước đức. Lòng không kiêu ngạo, thường tùy ý người khác mà hỏi han, lời nói ra nhẹ nhàng êm dịu, không thô tục, tuổi tác và trí khí đang lúc thanh xuân cường tráng cũng không hấp tấp nóng nảy. Ở cương vị sẽ làm vua trị nước, có nhiều của cải nhưng không tham tiếc, buông bỏ tất cả như nhổ bãi nước bọt ra đi xuất ra. Cho nên tôi nói rằng Sa Môn cổ đàm thành tựu đầy đủ vô lượng công đức. Chúng ngoại đạo đáp rằng, lành thay, quả thật đúng như lời ông nói, Sa Môn cổ đàm thành tựu vô lượng thần thông biến hóa. Chúng ta không so đo với ông ta việc ấy, nhưng Sa Môn cổ đàm sanh ra tánh tỉnh nhu nhuyễn, không chịu nổi sự khổ hạnh,
sanh trưởng trong cung cấm, không thấu rõ những việc ngoài đời. Ông ấy chỉ biết nói lời êm dịu mà thôi, không thông thạo các môn kỹ nghệ, sách sử, luận nghị. Hãy mời ông ấy cùng chúng ta tranh biện rõ ràng những điều cốt yếu trong chánh pháp. Nếu ông ấy thắng, chúng ta sẽ theo hầu hạ ông ấy. Nếu chúng ta thắng, ông ấy sẽ phải phụng sự chúng ta. Bây giờ có vô số ngoại đạo cùng họp nhau, đồng lòng đi đến chỗ vua Ả Xà Thế, nước Ma Già Đà. Nhìn thấy họ, nhà vua liền hỏi: Này các vị thầy đều tu tập thánh đạo, là người xuất gia, lìa bỏ của cải cùng những việc gia đình, nhân dân trong nước này đều cùng nhau cúng dường, cung kính chiêm ngưỡng các vị, không ai dám xúc phạm. Vì sao các vị lại đồng lòng họp nhau đến đây? Này các vị đều thọ nhận những pháp khác nhau, giữ giới khác nhau, xuất thân từ hoàn cảnh gia đình khác nhau. Mỗi vị lại tùy theo giới luật và giáo pháp của riêng mình mà xuất gia tu đạo. Này có nhân duyên thế tục trì mà các vị một lòng hợp lại cùng nhau như đám lá rụng bị cơn gió xoáy gom về một chỗ. Hãy nói ra nhân duyên gì mà các vị đến đây. Chấm đây vẫn thường hết lòng ủng hộ những người xuất gia chẳng tiếc thân mạng. Bấy giờ tất cả ngoại đạo đồng tâu lên rằng: Đại vương xin hãy nghe cho kỹ. Nay đại vương là cây cầu lớn của giáo pháp, sự khuyến khích lớn của giáo pháp, là đòn cân lớn của giáo pháp, là nơi chứa đựng tất cả công đức, là tánh chân thật của tất cả công đức, là con đường của giáo pháp chân chánh. Ngài là ruộng tốt để gieo hạt giống, là căn bản của tất cả đất nước, là gương sáng của cả nước, là hình tượng của tất cả chư thiên, là bậc cha mẹ của tất cả nhân dân trong nước. Đại vương, thân ngài là kho báu chứa tất cả công đức của thế gian. Vì sao gọi là kho chứa công đức? Đức vua phân xử việc nước, không phân biệt kẻ oán người thân, giữ tâm bình đẳng vô tư như đất, nước, lửa, gió. Vì thế nên tôn xưng vua là kho chứa công đức. Đại vương, tuy hiện tại đời sống của chúng sanh là ngắn ngủi, nhưng công đức của vua lâu dài như những vị vua trưởng thọ an vui thuở xưa, lại cũng như các vua Đỉnh Xanh, Thiện Kiến, Nhẫn Nhục, Na Hầu Sa, Gia Gia Đế, Thi Tỳ, Nhất Xoa Kiêu. Những vị vua ấy đều có đầy đủ pháp lành, nay đại vương cũng đầy đủ pháp lành như họ. Đại vương, nhờ có nhà vua mà đất nước được an vui, nhân dân giàu mạnh, cho nên tất cả người xuất gia đều ưa thích đất nước này, cùng đến đây giữ giới tinh cần, tu tập đạo chân chánh. Đại vương, trong kinh chúng tôi có nói, nếu người xuất gia ở tại nước nào mà chỉ giới tinh tấn, chuyên cần tu tập đạo chân chánh, thì vua nước ấy cũng có phần công đức tụ thiện. Đại vương, tất cả giặc cướp vua đều đã dẹp yên, những người xuất gia không còn phải sợ sệt. Nay chỉ còn duy nhất một kẻ đại ác là Sa Môn Cổ Đàm. Vua chưa khảo xét người ấy, chúng tôi rất lo sợ. Người ấy ỷ mình xuất thân dòng tộc cao quý, có thân hình đẹp đẽ, lại nhờ phước báo bố thí đời trước nên được cúng dường nhiều, liền dựa vào những việc đó mà sanh ra hết sức kiêu mạn, hoặc nhân ở chú thuật mà sanh kiêu mạn. Vì nhân duyên ấy nên không chịu khổ hạnh mà vẫn thọ lãnh chứa chữ mọi thứ áo quần mền gối mềm mại tốt đẹp. Vì thế tất cả những kẻ xấu ác khắp thế gian vì sự lợi dưỡng mà tụ họp đến chỗ ông ấy làm quyến thuộc, chẳng chịu tu hành khổ hạnh. Ông ấy dùng sức chú thuật mà điều phục ca diếp với bọn các ông Xá Lợi Phất, Mục Kiến Liên. Này ông ấy lại đến chỗ của chúng tôi trong rừng Sa La, lớn tiếng thuyết dạy rằng thân này là thường lạc ngã tịnh để dụ dỗ đệ tử của chúng tôi. Đại vương, trước đây Cổ Đàm thuyết dạy về vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh, chúng tôi còn có thể nhịn được. Nhưng này ông ấy lớn tiếng thuyết dạy là thường lạc ngã tịnh, chúng tôi thật không nhịn được nữa. Xin đại vương cho phép chúng tôi cùng với ông Cổ Đàm kia mở cuộc tranh biện. Vua A Xà Thế liền đáp rằng: Này các vị, này các ông đã nghe ai xúi dục mà trong lòng cuồng loạn chẳng yên, khác nào như nước nổi sóng, như lửa cuồn cuộn, như khỉ chuyển cành. Việc này thật đáng hổ thẹn. Người có trí nghe được ắt lấy làm thương xót, kẻ ngu si nghe được ắt phải chê cười. Những điều các ông nói đó chẳng phải tướng trạng của người xuất gia. Nếu các ông mắc phải các bệnh thời khí hay ung nhọt, ta đều có thuốc để trị. Nếu các ông vướng phải bệnh quỷ thần thì chú thuật kỳ bà nhà ta có thể trừ khử. Nhưng này các ông lại muốn dùng móng tay mà cào cấu núi Tu Di, dùng răng trong miệng mà cắn nghiến kim cương, thật không thể cứu chữa. Này các vị, ví như có người ngu si thấy chúa sư tử lúc đói đang nằm ngủ lại toàn đánh thức, hoặc như người lấy ngón tay đưa vào miệng rắn độc, lại như người muốn dùng tay chạm vào đống tro che phủ than lửa, này các ông cũng ngu si giống như vậy. Này các vị, ví như con chồn hoang muốn giống tiếng sư tử, như con muỗi đọ sức nhanh chậm với chìm kim xí, như con thỏ muốn lội qua biển và đưa chân chạm đến đáy, này các ông cũng điên cuồng giống như vậy. Nếu như các ông có nằm mộng thấy mình thắng được Sa Môn Cổ Đàm thì giấc mộng ấy cũng chỉ là điên cuồng huyễn hoặc, không thể tin được.
Này các ông khởi lên ý định ấy, chẳng khác gì con thiêu thân lao vào đống lửa lớn. Này các ông nên nghe lời trẫm, đừng nói thêm nữa. Tuy các ông ngợi khen trẫm là bình đẳng như đòn cân, nhưng thật không nên để cho người ngoài nghe được lời ấy. Lúc ấy bọn ngoại đạo lại tâu rằng, đại vương hẳn là huyễn thuật của Sa Môn Cổ Đàm đã đến được chỗ ngài rồi chăng, nên mới khiến ngài sanh lòng hồ nghi, chẳng tin vào các vị thánh nhân. Đại vương không nên khinh miệt những vị đại sĩ ở đây. Đại vương, mặt trăng khi tròn khi khuyết, nước trong biển cả đều mặn, núi Ma La Diên kia, những sự vật ấy do ai làm ra? Há chẳng phải những vị Bà La Môn của chúng tôi đó sao? Đại vương lẽ nào không nghe việc Tiền A Kiệt Đà ngăn dòng nước sông Hoàng suốt 12 năm trong lỗ tai ông ấy sao? Đại vương lẽ nào không nghe việc Tiền Cổ Đàm hiện thần thông lớn trong suốt 12 năm, tự biến mình thành thân đế thích, biến thân đế thích thành thân con dê đực, lại biến ra 1.000 cái nữ căn trên thân đế thích? Đại vương lẽ nào không nghe việc Tiền Kỳ Nậu chỉ trong một ngày uống cạn nước bốn biển khiến đất đai khô kiệt? Đại vương lẽ nào không nghe việc Tiên Bà Tẩu vì vị trời tự tại mà tạo ra ba con mắt đó sao? Đại vương lẽ nào không nghe việc Tiên A-la-la làm cho thành Ca La Phú hóa ra vùng đất chai mặn đó sao? Đại vương, trong đạo Bà La Môn có các vị tiên thần lực lớn lao như vậy, hiện có thể khảo xét vì sao đại vương lại có lòng khinh miệt? Vua đáp, các vị, nếu các vị không tin lời ta, cố ý muốn làm, thì Đức Chánh Giác Như Lai hiện đang ở trong rừng Sa La gần đây, các ông có thể đến để tùy ý chất vấn. Đức Như Lai sẽ vì các ông mà phân biệt giải đáp phù hợp với tâm ý của các ông. Bấy giờ vua A Xà Thế với các người ngoại đạo và đồ chúng quyến thuộc của họ cùng đi đến chỗ Phật. Vua cúi đầu vào mặt làm lễ sát dưới chân Phật rồi đi quanh Phật ba vòng theo chiều bên phải. Lễ nghi cung kính vừa xong, vua lui lại đứng sang một bên bạch Phật rằng, Thế Tôn, những ngoại đạo này muốn được tùy ý chất vấn, xin Như Lai tùy ý giải đáp. Phật dạy, được, xin đại vương cứ tạm trở ở đó, ta tự biết lúc thích hợp để giải đáp cho họ. Lúc ấy trong chúng hội có một Bà La Môn tên Xà Đề Thủ Na lên tiếng hỏi, Cổ Đàm, có phải ông nói rằng Niết Bàn là pháp thường còn? Phật đáp, đại Bà La Môn, quả đúng như vậy. Bà La Môn ấy nói tiếp, Cổ Đàm, nếu nói rằng Niết Bàn là thường, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Như pháp thế gian, từ hạt sanh quả tiếp nối nhau chẳng dứt, như từ đất sét mà tạo ra bình, từ sợi chỉ mà dệt thành áo. Cổ Đàm thường nói, nhờ tu tập pháp quán tưởng vô thường mà đạt được Niết Bàn, nhân là vô thường, quả làm sao là thường? Cổ Đàm lại nói, giải thoát khỏi lòng tham trong dục giới tức là Niết Bàn, giải thoát khỏi lòng tham trong sắc giới và vô sắc giới tức là Niết Bàn, diệt trừ vô minh với tất cả phiền não tức là Niết Bàn. Từ dục cho tới vô minh phiền não đều là vô thường, nhân là vô thường thì quả Niết Bàn đạt được đó lẽ ra cũng phải là vô thường. Cổ Đàm lại nói, do nhân đã tạo mà được sanh lên cõi trời, do nhân đã tạo mà phải đọa xuống địa ngục, do nhân đã tạo mà được giải thoát, vì thế các pháp đều do nhân mà sanh. Nếu do nhân sanh mà được giải thoát thì giải thoát ấy sao có thể nói là thường? Cổ Đàm cũng nói, sắc do duyên sanh nên gọi là vô thường, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Như vậy nếu giải thoát là sắc thì nên biết đó là vô thường, nếu là thọ tưởng hành thức thì cũng như vậy. Còn nếu lìa cả năm ấm sắc thọ tưởng hành thức mà có giải thoát thì nên biết giải thoát ấy tức là hư không. Nếu là hư không thì không thể nói là do nhân duyên sanh. Vì sao vậy? Vì hư không là thường còn, là duy nhất, là khắp cả mọi nơi. Cổ Đàm cũng nói, do nhân mà sanh tức là khổ. Nếu đã là khổ, vì sao lại nói giải thoát là an lạc? Cổ Đàm lại nói, vô thường tức khổ, khổ tức vô ngã. Nếu là vô thường, khổ vô ngã tức là bất tịnh. Tất cả các pháp do nhân sanh ra đều là vô thường, khổ vô ngã bất tịnh. Vì sao lại nói Niết Bàn tức là thường lạc ngã tịnh? Nếu Cổ Đàm nói rằng Niết Bàn là thường cũng là vô thường, là lạc cũng là khổ, là ngã cũng là vô ngã, là tịnh cũng là bất tịnh, như vậy chẳng phải là nói hai lời đó sao? Tôi từng được nghe những vị trí giả kỳ cựu trước đây nói rằng nếu Phật ra đời thì không nói hai lời. Này nếu là như vậy thì Cổ Đàm đã nói hai lời. Cổ Đàm lại nói, Phật chính là thân này của ta hiện nay, nghĩa ấy thế nào? Phật dạy, Bà La Môn, theo những gì ông vừa nói, nay ta sẽ hỏi ông cứ tùy ý trả lời. Bà La Môn đáp, lành thay Cổ Đàm, xin ông cứ hỏi. Phật hỏi, Bà La Môn, tánh của ông là thường hay vô thường? Bà La Môn đáp, tánh của tôi là thường. Phật hỏi, Bà La Môn, tánh ấy có thể làm nhân cho tất cả các pháp trong thân và ngoài thân hay chăng? Đáp, đúng vậy, Cổ Đàm. Phật lại hỏi, Bà La Môn, làm nhân như thế nào? Bà La Môn đáp, Cổ Đàm, do nơi tánh sanh ra đại, do nơi đại sanh ra mạng, do nơi mạng sanh ra 16 pháp,
đó là địa thủy hỏa phong không, năm căn nhận biết gồm mắt tai mũi lưỡi thân, năm căn tạo nghiệp gồm tay chân miệng nói và hai căn nam nữ và căn tâm bình đẳng. 16 pháp vừa kể do nơi năm pháp mà sanh, đó là hình sắc âm thanh mùi hương vị nếm và xúc chạm. Cả 21 pháp này có căn bản là ba pháp nhiễm, thô và đen. Nhiễm gọi là ái, thô gọi là sân, đen gọi là vô minh. Cổ đạo 25 pháp này đều do nơi tánh sanh ra. Đức Phật lại hỏi: Bà La Môn, pháp đại và tất cả các pháp kia là thường hay vô thường? Vị Bà La Môn đáp: Cổ đạo, theo pháp của chúng tôi thì tánh là thường, còn pháp đại và tất cả các pháp kia đều là vô thường. Phật dạy: Bà La Môn, theo pháp của các ông như vậy thì nhân là thường, quả là vô thường. Vậy pháp của ta dạy nhân tuy vô thường nhưng quả lại thường, có gì là sai? Này Bà La Môn, trong pháp của các ông có phân biệt hai loại nguyên nhân chăng? Đáp: Thưa có. Phật hỏi: Thế nào là có hai nguyên nhân? Bà La Môn đáp: Một là nguyên nhân sanh ra, hai là nguyên nhân soi rõ. Phật lại hỏi: Thế nào là nhân sanh ra, thế nào là nhân soi rõ? Bà La Môn đáp: Nguyên nhân sanh ra là như từ đất sét làm thành cái bình, nguyên nhân soi rõ như là ánh đèn soi rõ đồ vật. Đức Phật hỏi: Hai loại nhân này vẫn cùng một tánh là làm nhân cho pháp khác. Nếu là một tánh, vậy có thể lấy nhân sanh ra làm nhân soi rõ hoặc ngược lại hay chăng? Bà La Môn đáp: Không thể. Cổ Đàm: Phật lại hỏi: Nếu nhân sanh ra không thể làm nhân soi rõ hoặc ngược lại, vậy có thể nói là có tướng trạng của nhân hay chăng? Bà La Môn đáp: Tuy không thể thay thế cho nhau nhưng vẫn có tướng trạng của nhân. Phật lại hỏi: Bà La Môn, đối tượng soi rõ của nhân soi rõ ấy có đồng nhất với tự thân nó chăng? Đáp: Thưa Cổ Đàm, không. Phật dạy: Trong giáo pháp của ta cũng vậy, tùy từ nơi vô thường mà đạt được niết bàn, nhưng niết bàn chẳng phải vô thường, không đồng nhất với vô thường. Bà La Môn, do nhân rõ biết mà đạt được cho nên là thường lạc ngã tịnh, do nhân sanh ra mà có cho nên là vô thường khổ vô ngã bất tịnh. Vì thế chỗ thuyết dạy của Như Lai tuy có phân thành hai nghĩa nhưng sự phân hai này không thật có hai nghĩa, cho nên Như Lai không hề nói hai lời. Như lời ông vừa nói là đã từng nghe những bậc trí giả kỳ cựu trước đây nói rằng nếu Phật ra đời thì không nói hai lời. Lời ấy đúng thay, chỗ thuyết dạy của tất cả chư Phật ba đời trong mười phương đều không có sai biệt, cho nên nói rằng Phật không nói hai lời. Thế nào là không sai biệt? Nếu là có thì tất cả chư Phật đều nói là có. Nếu là không thì tất cả chư Phật đều nói là không, cho nên gọi là một nghĩa đồng nhất. Bà La Môn, Đức Như Lai Thế Tôn, tuy có lúc gọi tên sự việc dùng đến hai lời, nhưng đó đều là vì để làm rõ một lời. Thế nào là dùng đến hai lời để làm rõ một lời? Như nói về mắt và hình sắc là hai, nói sanh ra nhãn thức là một, cho đến ý và các pháp sanh ra các thức khác cũng giống như vậy. Bà La Môn, Xà Đề Thủ Na nói: Cổ Đàm thật khéo phân biệt những ý nghĩa như vậy, nhưng nay tôi còn chưa hiểu chỗ nói ra hai lời để làm rõ một lời. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền vì Bà La Môn, Xà Đề Thủ Na mà tuyên thuyết bốn chân đế. Sau đó Phật dạy: Này Bà La Môn, nói khổ đế đó cũng là hai, cũng là một, cho đến đạo đế cũng là hai, cũng là một. Bà La Môn, Xà Đề Thủ Na liền nói: Bạch Thế Tôn, con đã hiểu rồi. Phật hỏi: Thiện nam tử, ông hiểu như thế nào rồi? Bà La Môn, Xà Đề Thủ Na thưa: Bạch Thế Tôn, khổ đế đối với tất cả phàm phu là hai, đối với thánh nhân là một, cho đến đạo đế cũng giống như vậy. Phật dạy: Lành thay, ông đã hiểu. Bà La Môn, Xà Đề Thủ Na thưa rằng: Bạch Thế Tôn, nay con được nghe chánh pháp, đã được sự thấy biết chân chánh, con xin quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng, cụ xin Đức Đại Tử nhận cho con được xuất gia. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Kiều Trần Như: Ông hãy vì Xà Đề Thủ Na mà cạo bỏ râu tóc, cho phép ông ấy xuất gia. Kiều Trần Như vâng lời Phật dạy, liền cạo tóc cho Xà Đề Thủ Na. Ngay lúc vừa đưa dao cạo, cả râu và tóc và phiền não đều đồng thời rơi rụng hết. Xà Đề Thủ Na ngay nơi chỗ ấy, khi ấy liền chứng đắc thánh quả A-la-hán. Tiếp đó lại có một vị phạm trí họ Bà Tư Trá lên tiếng hỏi rằng: Cổ Đàm, theo lời ông nói thì có phải Niết Bàn là thường chăng? Phật đáp: Đúng vậy, phạm trí. Bà Tư Trá nói: Cổ Đàm, ông cũng nói rằng không có phiền não là Niết Bàn. Phật đáp: Đúng vậy, phạm trí. Bà Tư Trá nói: Trong thế gian có bốn trường hợp được gọi là không. Một là pháp chưa xuất hiện gọi là không, như cái bình khi còn là đất sét thì gọi là không có bình. Hai là pháp đã dứt mất gọi là không, như cái bình đã vỡ thì gọi là không có bình. Ba là tướng trạng khác biệt, nên đã là tướng này thì không là tướng kia, như trong tướng bò không có ngựa, trong tướng ngựa không có bò.
bốn là những sự vật hoàn toàn không có nên gọi là không, như lông rùa, sừng thỏ. Cổ đàm, nếu do diệt trừ hết phiền não mà gọi là niết bàn, thì niết bàn tức là không. Nếu niết bàn đã là không, sao lại nói rằng có thường lạc ngã tịnh? Phật dạy thiện nam tử, niết bàn như vậy chẳng phải trường hợp là không trước khi xuất hiện như cái bình lúc còn là đất sét, cũng chẳng phải trường hợp là không vì dứt mất như cái bình sau khi đã vỡ, cũng chẳng phải là không vì hoàn toàn không có như lông rùa, sừng thỏ. Niết bàn rơi vào trường hợp là không vì tướng trạng khác biệt. Thiện nam tử, theo lời ông vừa nói, tùy trong tướng trạng của bò không có ngựa nhưng không thể nói bò cũng là không. Tùy trong tướng trạng của ngựa không có bò nhưng không thể nói ngựa cũng là không. Niết bàn cũng thế, trong phiền não không có niết bàn, trong niết bàn không có phiền não, vậy nên gọi là tướng trạng khác biệt. Nếu là tướng này thì không có tướng kia. Bà Tư Trá nói, cổ đàm, nếu nói rằng cái không vì tướng trạng khác biệt là niết bàn, thì cái không vì tướng trạng khác biệt đó không có thường lạc ngã tịnh. Vì sao cổ đàm nói rằng niết bàn là thường lạc ngã tịnh? Phật dạy, thiện nam tử, cứ theo lời ông nói, thì trong cái không vì tướng trạng khác biệt đó có đủ ba trường hợp không? Bỏ ngựa đó trước kia vốn không rồi, sau mới có, đó là trường hợp không trước khi xuất hiện, đã có rồi, về sau diệt mất trở lại thành không, đó là trường hợp không vì dứt mất, còn trường hợp không vì tướng trạng khác biệt thì như ông vừa nói. Thiện nam tử, ba trường hợp không ấy đều không có trong niết bàn, cho nên niết bàn là thường lạc ngã tịnh, như bệnh ở thế gian, một là bệnh nhiệt, hai là bệnh thời khí, ba là bệnh hàn, ba loại bệnh này có ba loại thuốc trị, bơ làm từ sữa trị được bệnh nhiệt, dầu gió trị được bệnh thời khí, mật ngọt trị được bệnh hàn. Ba loại thuốc ấy có thể trị được ba loại bệnh hại người. Thiện nam tử, trong bệnh nhiệt không có bơ, trong bơ không có bệnh nhiệt, trong bệnh phong không có dầu gió, trong dầu gió không có bệnh phong, cho đến trong mật ngọt không có bệnh hàn, trong bệnh hàn không có mật ngọt. Vì thế nên các loại thuốc này mới có thể trị bệnh. Tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, có ba loại bệnh là tham, sân và si. Ba loại bệnh này có ba loại thuốc trị. Pháp quán bất tịnh là thuốc trị bệnh tham, pháp quán từ bi là thuốc trị bệnh sân, trí tuệ khởi sanh từ pháp quán nhân duyên là thuốc trị bệnh si. Thiện nam tử, vì muốn trừ tham nên thực hành pháp quán không tham, vì muốn trừ sân nên thực hành pháp quán không sân, vì muốn trừ si nên thực hành pháp quán không si. Trong ba loại bệnh ấy không có ba thứ thuốc, trong ba thứ thuốc ấy không có ba loại bệnh. Thiện nam tử, vì trong ba loại bệnh không có ba thứ thuốc nên đó là vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh. Vì trong ba thứ thuốc không có ba loại bệnh nên có thể gọi là thường lạc ngã tịnh. Bà Tư Trá liền thưa hỏi, Thế Tôn, Như Lai vì tôi nói lẽ thường và vô thường, thế nào là thường, thế nào là vô thường? Phật dạy, thiện nam tử, sắc là vô thường, giải thoát ra khỏi sắc là thường, cho đến thức là vô thường, giải thoát ra khỏi thức là thường. Thiện nam tử, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào có thể quan sát từ sắc cho đến thức đều là vô thường, nên biết rằng người ấy đã đạt được pháp thường. Bà Tư Trá bạch rằng, Thế Tôn, nay con đã rõ biết về pháp thường và pháp vô thường. Phật hỏi, thiện nam tử, ông rõ biết pháp thường và pháp vô thường như thế nào? Bà Tư Trá thưa, bạch Thế Tôn, nay con biết rằng hình sắc của con đây là vô thường, đạt được sự giải thoát ra khỏi sắc là thường, từ sắc cho đến thức cũng đều như vậy. Phật dạy, thiện nam tử, lành thay, nay ông đã trả được món nợ mang thân này. Đức Phật quay sang bảo Kiều Trần Như, ông Bà Tư Trá đã chứng quả A-la-hán, hãy đưa cho ông ấy bộ y ba tấm và bình bát khất thực. Bấy giờ Kiều Trần Như vâng lời Phật dạy, trao đủ y bát. Thọ lãnh y bát rồi, Bà Tư Trá liền nói, Đại Đức Kiều Trần Như, nay tôi nhân nơi cái thân xấu ác này mà đạt được quả báo tốt lành. Cảm phiền Đại Đức thay tôi đến chỗ Thế Tôn thưa rõ tấm lòng tôi. Trước đây tôi là kẻ xấu ác xúc phạm Như Lai, dám gọi chồng Phật bằng họ Cổ Đàm. Nguyện Đại Đức thay tôi sám hối tội ấy. Nay tôi không thể ở lâu trong thân độc hại này, sẽ vào niết bàn. Bấy giờ Kiều Trần Như liền đến trước Phật bạch rằng, Thế Tôn, tỳ kheo Bà Tư Trá sanh lòng hổ thẹn, tự nói rằng mình đã ngu si dại dột xúc phạm Như Lai, dám gọi chồng Phật bằng họ Cổ Đàm. Ông ấy không thể ở lâu trong thân độc hại, nên muốn xả thân nhờ con thay mặt sám hối. Phật dạy Kiều Trần Như, tỳ kheo Bà Tư Trá đã thành tựu căn lành trước vô lượng chư Phật quá khứ, nay ông ấy vâng nhận lời ta sống theo đúng pháp, nhờ sống theo đúng pháp nên đạt được chánh quả, các ông nên cúng dường nhục thân vị ấy. Lúc ấy nghe lời Phật dạy, Kiều Trần Như trở lại nơi tỳ kheo Bà Tư Trá, xả bỏ xác thân, thiết lễ cúng dường.
Bấy giờ khi xác thân đang được hỏa thiêu thì kheo bà Tư Trá liền hóa hiện đủ mọi phép thần thông. Những kẻ ngoại đạo thấy việc ấy rồi liền lớn tiếng nói rằng bà Tư Trá đã đạt được chú thuật của Sa Môn Cổ Đàm, không bao lâu nữa ông này sẽ thắng được Sa Môn Cổ Đàm kia. Bấy giờ trong chúng ngoại đạo có một phạm trí tên là Tiên Ni lên tiếng hỏi rằng Cổ Đàm có thật ngã chăng? Đức Như Lai lặng thinh, phạm trí Tiên Ni lại hỏi Cổ Đàm thật không có ngã chăng? Đức Như Lai vẫn lặng thinh. Phạm trí Tiên Ni lại hỏi đến lần thứ nhì, thứ ba như vậy, Đức Như Lai vẫn lặng thinh không đáp. Phạm trí Tiên Ni liền nói, Cổ Đàm nếu tất cả chúng sanh đều có ngã, thì cái ngã ấy phải bao trùm khắp mọi nơi, là do một đấng sáng tạo làm ra. Vì cớ gì Cổ Đàm không nói như thế mà lặng thinh chẳng đáp? Đức Phật hỏi, Tiên Ni, ông nói cái ngã ấy bao trùm khắp mọi nơi, có phải vậy chăng? Phạm trí Tiên Ni đáp, Cổ Đàm chẳng riêng gì tôi, tất cả những người có trí đều nói như vậy. Phật dạy, thiện nam tử, nếu cái ngã ấy bao trùm khắp mọi nơi, thì lẽ ra phải cùng lúc thọ nhận quả báo trong năm cảnh giới. Nếu là cùng lúc thọ nhận quả báo trong năm cảnh giới, vì nhân duyên gì những phạm trí các ông tránh không tạo ác để khỏi vào địa ngục và tu tập các pháp lành để được thân cõi trời? Tiên Ni nói, Cổ Đàm, trong pháp của chúng tôi có hai loại ngã, một là cái ngã trong thân tạo tác, hai là cái ngã trong thân thượng tồn. Vì cái ngã trong thân tạo tác nên phải lìa xa pháp xấu ác để không vào địa ngục và tu các pháp lành để sanh lên cõi trời. Phật dạy, thiện nam tử, theo như ông vừa nói thì cái ngã ấy bao trùm khắp mọi nơi. Như vậy nếu nói cái ngã ấy ở trong thân tạo tác thì nên biết rằng nó là vô thường. Còn nếu nó không ở trong thân tạo tác thì sao có thể nói là bao trùm khắp? Tiên Ni nói, Cổ Đàm, theo lập luận về ngã của chúng tôi thì cái ngã ấy cũng ở trong thân tạo tác mà cũng là pháp thường. Cổ Đàm, ví như có người gây ra hỏa hoạn, khi nhà cháy thì chủ nhà đã thoát ra khỏi. Vậy không thể nói rằng nhà bị cháy thì ông chủ cũng chết cháy. Giáo pháp về ngã của chúng tôi cũng vậy. Thân tạo tác này tuy là vô thường, nhưng khi vô thường xảy đến thì cái ngã trong thân đã thoát ra khỏi. Vì thế cái ngã theo chúng tôi là bao trùm khắp cũng là thường còn. Phật dạy, thiện nam tử, như lời ông vừa nói, cái ngã là bao trùm khắp cũng là thường còn, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Sự trùm khắp có hai loại, hoặc là thường hoặc là vô thường, lại có hai loại, hoặc là hình sắc hoặc là không hình sắc. Cho nên nếu nói đến tất cả mọi sự hiện hữu trong thì trong đó là thường cũng là vô thường, là hình sắc cũng là không hình sắc. Nếu nói chủ nhà đã thoát ra khỏi căn nhà bị cháy nên không gọi là vô thường, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Nhà không phải chủ, chủ không phải nhà. Cái bị cháy và người ra khỏi đám cháy là hai thực thể khác nhau, cho nên mới thoát ra được như vậy. Về cái ngã thì không phải như thế. Vì sao vậy? Vì cái ngã mà cái mà các ông nói đó, tức là hình sắc tức là ngã, ngã tức là không hình sắc tức là ngã. Sao lại nói rằng trong khi hình sắc là vô thường thì cái ngã đã thoát ra khỏi? Thiện nam tử, nếu ông cho rằng tất cả chúng sanh đều cùng chung một cái ngã, như vậy là trái ngược với cả pháp thế gian và xuất thế gian. Vì sao vậy? Pháp thế gian có những tên gọi phân biệt như cha, mẹ, con trai, con gái. Nếu cái ngã là một thì cha tức là con trai tức là cha, mẹ tức là con gái tức là mẹ, kẻ oán tức là người thân tức là kẻ oán, cái này tức là cái kia tức là cái này, không còn có sự phân biệt. Cho nên nếu nói tất cả chúng sanh cùng chung một cái ngã, tức là trái ngược với cả pháp thế gian và xuất thế gian. Tiên Ni liền nói, tôi không nói tất cả chúng sanh cùng chung một cái ngã, mà nói là mỗi người có riêng một cái ngã. Phật dạy, thiện nam tử, nếu nói mỗi người có riêng một cái ngã, tức là có nhiều cái ngã, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Như trước đây ông đã nói, cái ngã bao trùm khắp. Nếu cái ngã là bao trùm khắp, thì cội gốc nghiệp quả của tất cả chúng sanh đáng lẽ phải đồng như nhau. Khi chư thiên nhìn thấy điều gì thì Phật cũng thấy như vậy. Khi chư thiên tạo tác việc gì thì Phật cũng tạo tác như vậy. Khi chư thiên nghe được điều gì thì Phật cũng nghe được như vậy. Tất cả các pháp cũng đều như thế. Nếu chỗ chư thiên thấy không phải chỗ Phật thấy thì không nên nói rằng cái ngã bao trùm khắp mọi nơi. Nếu cái ngã không bao trùm khắp thì đó là vô thường. Tiên Ni nói, Cổ Đàm, cái ngã của tất cả chúng sanh tuy bao trùm khắp mọi nơi nhưng pháp và phi pháp không trùm khắp. Vì nghĩa ấy nên Phật tạo tác khác, chư thiên tạo tác khác. Do đó Cổ Đàm không nên nói rằng khi Phật thấy điều gì thì chư thiên lẽ ra cũng thấy như vậy, khi Phật nghe điều gì thì chư thiên lẽ ra cũng nghe như vậy. Phật hỏi, thiện nam tử, pháp và phi pháp chẳng phải do nghiệp tạo thành đó sao? Tiên Ni đáp, Cổ Đàm, đúng là do nghiệp tạo thành.
Phật dạy, thiện nam tử, nếu pháp và phi pháp đều do nghiệp tạo thành, tức là đồng một pháp như nhau, sao lại nói là khác nhau? Vì sao vậy? Trong chỗ đã thành nghiệp của Phật có cái ngã được làm chư thiên, trong chỗ đã thành nghiệp của chư thiên có cái ngã được làm Phật. Vì thế thì Phật tạo tác điều gì thì chư thiên cũng tạo tác như vậy, pháp và phi pháp lẽ ra cũng phải như vậy. Thiện nam tử, cho nên đối với tất cả chúng sanh, nếu pháp và phi pháp là như vậy thì chỗ nhận lãnh quả báo lẽ ra không khác biệt nhau. Thiện nam tử, từ nơi hạt giống mà sanh ra quả, hạt giống ấy không hề suy xét phân biệt, ta sẽ tạo thành quả cho hàng bà la môn thôi, không tạo thành quả cho những giai cấp sát lợi, tỳ xá, thủ đà. Vì sao vậy? Từ nơi hạt giống mà sanh ra quả không hề có ngăn ngại gì, bởi sự phân biệt bốn giai cấp như thế, pháp và phi pháp cũng giống như vậy. Không thể phân biệt rằng ta sẽ tạo thành quả đối với Phật mà thôi, không tạo thành quả đối với chư thiên, hoặc tạo thành quả đối với chư thiên mà thôi, không tạo thành quả đối với Phật. Vì sao vậy? Vì nghiệp quả là bình đẳng. Tiền Lì nói, Cổ Đàm, ví như trong một căn phòng có trăm ngàn ngọn đèn, tùy tìm đèn khác nhau mà ánh sáng đều như nhau, tìm đèn khác nhau là ví như pháp và phi pháp, ánh sáng như nhau là ví như cái ngã của tất cả chúng sanh. Phật dạy, thiện nam tử, ông dùng ánh sáng đèn để ví với cái ngã của tất cả chúng sanh, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Căn phòng với ngọn đèn là hai thực thể khác nhau. Ánh sáng của đèn vừa là ở nơi tìm đèn mà cũng là chiếu khắp căn phòng. Cái ngã mà ông nói đó, nếu cũng giống như vậy thì ở cả hai bên pháp và phi pháp lẽ ra đều có ngã, và trong cái ngã lẽ ra cũng có cả pháp và phi pháp. Nếu pháp và phi pháp không cùng có ngã thì không thể nói rằng bao trùm khắp mọi nơi. Còn nếu cả hai đều có ngã, làm sao có thể dùng tim đèn với ánh sáng ngọn đèn để làm ví dụ? Thiện nam tử, nếu ý ông cho rằng tim đèn và ánh sáng quả thật khác nhau, vậy do nhân duyên gì khi tim đèn kêu cao thì ánh sáng mạnh, khi tim đèn khô kiệt thì ánh sáng mất đi? Vì vậy không nên đem pháp và phi pháp mà nói mà ví với đèn và tim đèn. Việc tim đèn có ánh sáng như nhau mà ví với cái ngã của tất cả chúng sanh. Vì sao vậy? Pháp, phi pháp và ngã, cả ba thứ ấy chỉ là một thôi. Tiền Đi nói, Cổ Đàm, ngài dẫn ra ví dụ ngọn đèn, việc đó thật là không tốt. Vì sao vậy? Nếu ví dụ ngọn đèn là ví dụ hay, thì cũng là do tôi đã dẫn ra trước rồi. Nếu là ví dụ không hay, sao ngài còn lặp lại? Phật dạy, thiện nam tử, ta đưa ra ví dụ đó hoàn toàn không lưu tâm đến việc nó là hay hay không hay. Việc ví dụ ấy là hay hoặc không hay, chỉ do nơi ý của ông nói ra đó thôi. Trong ví dụ ấy, ta cũng nêu rõ rằng có ánh sáng chiếu ra xa tim đèn, nhưng cũng có ánh sáng ở ngay tại tim đèn. Vì tâm ông không bình đẳng nên mới nói rằng đèn và tim đèn, ví với pháp và phi pháp, ánh sáng ví với cái ngã. Vì thế, ta mới vặn hỏi ông về lẽ, ngay nơi tim đèn có ánh sáng, rời xa tim đèn cũng có ánh sáng. Pháp tức là ngã tức là pháp, phi pháp tức là ngã tức là phi pháp, cũng như tim đèn với ánh sáng vốn không phải hai thực thể khác biệt. Tại sao nay ông chỉ nhận biết một bên, không nhận một bên? Vì thế, ví dụ như vậy là không tốt đối với lập luận phía ông. Đến nay ta mới quay lại dùng chính cái ví dụ ấy để dạy bảo ông. Thiện nam tử, ví dụ ông đưa ra như vậy là không thành ví dụ. Vì không thành ví dụ nên đối với lập luận phía ta là tốt, mà đối với lập luận phía ông là không tốt. Thiện nam tử, nếu ý ông cho rằng đối với tôi không tốt, đối với ông cũng phải không tốt, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Hãy nhìn như việc của người thế gian, có khi tự dùng sức mình làm hại mình, có khi mình làm ra mà kẻ khác dùng lấy. Ví như ông đưa ra cũng giống như vậy. Đối với ta là tốt, mà đối với ông là không tốt. Tiên Ni Cổ Đàm. Tiên Ni nói, Cổ Đàm, ngài vừa trách tôi có tâm không bình đẳng, nay lời ngài nói ra cũng không bình đẳng. Vì sao vậy? Này Cổ Đàm, nhận lấy việc tốt về mình, việc không tốt về tôi, từ đó suy ra thật không bình đẳng. Phật dạy, thiện nam tử, sự không bình đẳng của ta có thể phá trừ sự không bình đẳng của ông, nhờ đó nên ông được bình đẳng. Vậy sự không bình đẳng của ta là tốt, sự không bình đẳng của ta phá trừ sự không bình đẳng của ông, giúp ông được bình đẳng, như vậy cũng tức là ta bình đẳng. Vì sao vậy? Vì được sự bình đẳng không khác các bậc thánh nhân. Tiền Ni nói, Cổ Đàm, cái ngã thường còn nên là bình đẳng, sao ngài lại nói là phá trừ sự không bình đẳng của tôi? Tất cả chúng sanh đều có ngã bình đẳng như nhau, sao ngài lại nói tôi là không bình đẳng? Phật dạy, thiện nam tử, ông cũng có nói việc sẽ thọ thân địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sẽ thọ thân cõi người cõi trời. Nếu cái ngã trước đã là trùng khắp năm cảnh giới, vì sao lại nói là sẽ thọ thân trong các cảnh giới khác nhau ấy? Ông cũng nói rằng cha mẹ hợp nhau rồi mới sanh con.
Nếu đứa con vốn đã có trước, sao lại nói rằng hợp nhau rồi mới có? Cho nên một người có thể thọ thân ở trong năm cảnh giới, ở một trong năm cảnh giới. Nếu năm cảnh giới ấy trước vốn đã có thân, vậy do nhân duyên gì phải vì sự thọ thân mà tạo nghiệp lành trái nghiệp ác? Cho nên ta nói là không bình đẳng. Thiện nam tử, nếu ý ông cho rằng ngã là chủ thể tạo tác các nghiệp, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Nếu ngã tạo tác, vì nhân duyên gì tự nó tạo tác sự khổ, vốn là điều mà nó không ưa muốn. Nhưng nay chúng sanh thật có chịu khổ, nên biết rằng ngã không phải là chủ thể tạo tác các nghiệp. Nếu nói sự khổ này chẳng phải do ngã tạo tác, vì sự khổ không do nhân sanh ra, thì tất cả các pháp lẽ ra cũng đều như vậy, đều không do nhân sanh ra. Vậy nhân duyên gì lại nói rằng tất cả các pháp là do ngã tạo tác? Thiện nam tử, sự khổ vui của chúng sanh quả thật là do nhân duyên sanh ra. Sự khổ vui ấy có thể gây ra lo lắng hay vui mừng. Đang khi lo lắng không có vui mừng, đang khi vui mừng không có lo lắng. Khi thì lo, khi thì mừng, người có trí làm sao lại nói như vậy là thường? Thiện nam tử, ông nói ngã là thường còn. Nếu nói là thường, vì sao nói rằng có 10 thời kỳ phát triển khác nhau? Nếu ngã là pháp thường, lẽ ra không có từ thời kỳ tượng hình trong bào thai cho tới thời kỳ giả suy, như hư không kia là pháp thường, dù là một thời kỳ cũng còn không có, huống chi lại có đến 10 thời kỳ phát triển khác nhau. Thiện nam tử, cái ngã đó không phải là thời kỳ tượng hình trong thai, cho đến cũng không phải là thời kỳ giả suy, vì sao nói rằng có 10 thời kỳ khác nhau? Thiện nam tử, nếu ngã là chủ thể tạo tác các nghiệp, thì ngã ấy cũng có lúc thạnh lúc suy, vì chúng sanh cũng có lúc thạnh lúc suy, nếu ngã là như vậy, sao lại là thường? Thiện nam tử, nếu ngã là chủ thể tạo tác các nghiệp, vì sao một người có sự nhanh nhạy với việc này, chậm lụt với việc kia? Thiện nam tử, nếu ngã là chủ thể tạo tác các nghiệp, ngã ấy có thể tạo tác nghiệp của thân, nghiệp của miệng. Nếu nghiệp của thân và nghiệp của miệng là do ngã tạo tác, tại sao miệng lại nói rằng có ngã chăng, không có ngã chăng? Vì sao tự cái ngã ấy lại sẽ nghi ngờ chính nó là có hay không có? Thiện nam tử, nếu ý ông cho rằng lìa khỏi con mắt mà có sự thấy, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Nếu lìa con mắt mà có sự thấy nào khác thì đâu cần đến con mắt này, cho đến sự xúc chạm của thân cũng vậy. Nếu ý ông cho rằng tùy cái ngã có thể thấy nhưng phải nhân nơi con mắt, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Như có người nói rằng hoa tu man na có thể đốt cháy xóm làng, rồi giải thích rằng làm thế nào có thể đốt cháy là nhân nơi lửa mà có thể đốt cháy. Lập luận của ông về sự thấy của cái ngã cũng vô lý như vậy. Tiền Nì nói, cổ đàm như người cầm liềm có thể cắt cỏ, cái ngã nhân nơi năm giác quan là mắt tai mà có thể thấy nghe cho tới xúc chạm cũng giống như vậy. Phật dạy, thiện nam tử, cái liềm với người cầm liềm là hai thực thể khác nhau, nên khi người cầm liềm thì có thể làm được việc cắt cỏ, còn như lìa khỏi các căn thì hoàn toàn không riêng có cái ngã nào khác. Vậy sao có thể nói rằng cái ngã nhân nơi các căn mà làm được những việc thấy nghe? Thiện nam tử, nếu ý ông cho rằng nhờ cầm liềm mà có thể cắt cỏ, cái ngã cũng giống như thế. Vậy cái ngã đó có tay hay là không tay? Nếu là có tay, sao chẳng tự cầm lấy? Nếu là không có tay, sao lại nói rằng ngã là chủ thể tạo tác tất cả? Thiện nam tử, công năng cắt được cỏ là ở nơi cái liềm, không ở nơi ngã, không ở nơi người cắt. Nếu cái ngã hay người cắt có thể cắt được cỏ, sao phải nhờ đến cái liềm? Thiện nam tử, người cắt cỏ có hai hành vi, một là vơ nắm lấy cỏ, hai là cầm liềm cắt. Cái liềm chỉ có duy nhất một công năng là cắt được mà thôi. Chúng sanh tiếp xúc với các pháp cũng giống như vậy. Việc con mắt có thể thấy được hình sắc là do sự hòa hợp các điều kiện mà sanh ra. Nếu là do nhân duyên hòa hợp mà có sự thấy, người có trí sao lại nói rằng trong sự thấy đó có ngã? Thiện nam tử, nếu ý ông cho rằng cái thân tạo tác, cái ngã thọ nhận, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Vì trong thế gian không có việc chư thiên tạo nghiệp mà Phật thọ quả. Nếu nói rằng chẳng phải do thân tạo tác, cái ngã cũng không do nhân đã tạo mà thọ quả báo. Vì sao hàng phạm trí các ông lại do nơi nhân duyên để cầu sự giải thoát? Như thân này của ông, nếu trước không do nhân duyên sanh ra, thì sau khi đạt được giải thoát rồi, lẽ ra cũng không do nhân duyên mà sanh thân. Giống như thân, tất cả phiền não lẽ ra cũng đều như vậy. Tiền Ni nói, cổ đàm có hai loại ngã, một là cái ngã có nhận biết, hay là cái ngã không nhận biết. Cái ngã không nhận biết có thể nhận được thân, cái ngã có nhận biết có thể lìa bỏ thân, cũng như cái bình bằng đất sét nặn ra chưa nung. Sau khi nung rồi thì mất đi màu sắc trước đó, màu sắc ấy cũng chẳng bao giờ sanh ra trở lại. Phiền não của người trí cũng giống như vậy, đã dứt trừ rồi thì chẳng bao giờ sanh ra trở lại.
Phật dạy thiện nam tử, ông nói về nhận biết đó, đó là trí nhận biết hay ngã nhận biết? Nếu trí có thể nhận biết, sao ông lại nói cái ngã nhận biết? Nếu cái ngã có thể nhận biết, sao rốt cùng lại phải cần dùng đến phương tiện là trí? Nếu ý ông cho rằng cái ngã nhân ở trí mà nhận biết thì cũng vô lý, như ví dụ hoa tù màn nà đốt cháy xóm làng đã bị bác bỏ. Thiện nam tử, ví như cây gai nhọn, bản tánh của nó là có thể đâm, không thể nói là thân cây cầm gai đâm. Trí cũng giống như vậy, bản tánh của trí tự có thể nhận biết, sao lại nói rằng cái ngã sử dụng trí để biết? Thiện nam tử, theo giáo pháp của các ông, khi ngã đạt được giải thoát, đó là cái ngã không nhận biết được giải thoát hay cái ngã có nhận biết được giải thoát? Nếu cái ngã không nhận biết được giải thoát thì nên biết rằng vẫn còn đầy đủ phiền não. Nếu là cái ngã có nhận biết được giải thoát thì nên biết rằng đã sẵn có năm tỉnh thức và các căn. Vì sao vậy? Vì lìa ngoài các căn không riêng có sự biết nào khác nữa. Nếu có đủ các căn sao có thể gọi là giải thoát? Còn nếu nói rằng tánh của cái ngã này là thanh tịnh, lìa khỏi năm căn, vì sao lại nói là cái ngã trùng khắp năm cảnh giới đều có? Lại do nhân duyên gì mà vì sự giải thoát nên tu tập các pháp lành? Thiện nam tử, ví như có người muốn nhổ gai trong hư không, thật là làm chuyện vô lý, vì làm gì có gai để nhổ, ông cũng giống như vậy. Nếu cái ngã là thanh tịnh, vì sao lại nói đến việc dứt trừ phiền não? Nếu ý ông cho rằng không do nơi nhân duyên mà đạt được giải thoát, vì sao tất cả chúng sanh không được giải thoát? Tiên Ni nói, cổ đàm, nếu là không có ngã thì chủ thể nào có thể nhớ lại những chuyện đã qua? Phật hỏi, Tiên Ni, nếu là có ngã, do duyên cớ gì người ta lại cũng có lúc quên đi chuyện cũ? Thiện nam tử, nếu khả năng nhớ lại đó là ngã, vậy do nhân duyên gì người ta lại nhớ lại những điều xấu ác, lại có khi nhớ những việc không muốn nhớ, có khi không nhớ được những việc muốn nhớ? Tiên Ni lại nói, cổ đàm, nếu là không có ngã thì chủ thể nào nhìn thấy, nghe biết? Phật dạy, thiện nam tử, trong có sáu căn, ngoài có sáu trần, trong ngoài hòa hợp sanh ra sáu loại thức. Sáu thức ấy do nhân duyên của mỗi thức mà có tên gọi khác nhau. Thiện nam tử, ví như lửa chỉ có một loại, nhưng khi đốt củi gọi là lửa củi, khi đốt cỏ khô gọi là lửa cỏ khô, khi đốt trấu gọi là lửa trấu, khi đốt phân bò khô gọi là lửa phân bò. Ý thức của chúng sanh cũng vậy, nhận lời các yếu tố, con mắt, hình sắc, ánh sáng và ý muốn thấy nên gọi là nhãn thức.